Thưa quý vị và các bạn, tán rõ thận qua da là phương pháp điều trị rõ thận có kích thước lớn hơn 2 cm. Rõ thận phức tạp được xem là tiêu chuẩn vàng hiện nay, đang được áp dụng ở một số bệnh viện và đem đến hiệu quả có thể nói tuyệt vời không những cho điều trị rõ thận mà cả sỏi niệu quản lớn đoạn gần thận. Tán sỏi thận qua da là kỹ thuật ít xâm lấn, vết mổ rất nhỏ, sỏi sẽ được tán vụn và được hút ra ngoài qua đường hầm. Cho đến nay, tán sỏi thận qua da đã có nhiều cải tiến về phương tiện định vị, chọc dò đài bể thận, thu nhỏ kích thước đường hầm qua da cũng như mái tán, lấy sỏi giúp cho phẫu thuật này an toàn và hiệu quả hơn, ít tai biến, biến chứng hơn so với mổ mở kinh điển. Đây là ca phẫu thuật được thực hiện với bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng, trú tại xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, nhập viện ngày 20 tháng 8 năm 2020, được các y bác sĩ khoa ngoại tiết niệu và lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khám và chẩn đoán bị sỏi thận có đường kính trên 2 cm, các xét nghiệm máu trong giới hạn bình thường. Thay vì chỉ định mổ mở như trước đây, bệnh nhân Hùng được chỉ định nội soi tán sỏi thận qua da với một đường hầm nhỏ kích thước 6 mm, dưới hướng dẫn siêu âm với tư thế nằm ngửa cải biên. Bệnh nhân được gây mê là phương pháp điều trị sỏi thận an toàn và đạt hiệu quả sạch sỏi cao, được khoa ngoại tiết niệu và lồng ngực áp dụng lâu nay. Dưới sự hướng dẫn bằng siêu âm, phẫu thuật viên dùng một kim đặc biệt chọc dò qua da vùng lưng vào thận, rồi qua đó đặt dây dẫn an toàn vào thận. Dựa theo dây dẫn đó, sử dụng bộ nong đặc biệt để nong rộng đường hầm, đủ để đặt đường hầm đường kính 6 mm. Qua đó, đưa ống soi niệu quản nhỏ hơn chiếc bút chì, đường kính khoảng 3-4 mm, qua đường hầm vào trong thận, tiếp cận với sỏi. Với sỏi trên 2 cm như bệnh nhân Hùng cũng sẽ được tán vụn bằng nguồn năng lượng laser và các mảnh sỏi vụn sẽ được hút ra qua đường hầm. Sau thời gian phẫu thuật 1 ngày, bệnh nhân Hùng đã đi lại và ăn uống bình thường. Tôi bị sỏi thận phá là đã đi điều trị các nơi là tán ngoài cơ thể hoặc tán ngược dòng, nội soi ngược dòng nhưng mà không thành công. Ngày hôm nay tôi nhập viện của ông Nam khoa tiết niệu là được bác sĩ chẩn đoán là hướng dẫn để mổ phương pháp mới. Với phương pháp mới này mổ là tôi thấy không đa, tôi thấy người khỏe, đi là được. Vết mổ nhỏ và tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Với hai lần mổ mở sỏi thận ở hai bên ở một bệnh viện lân cận, sau 2 năm sỏi thận lại tái phát cả hai bên, nên bà Phan Thị Xuân trú tại Tam Phú, thành phố Tam Kỳ đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Qua nhiều lần khám và siêu âm chẩn đoán sỏi thận có đường kính 2,5 cm, với bà suy nghĩ lại một lần nữa đối mặt với nỗi sợ hãi phải phẫu thuật như lần trước, nhưng được bác sĩ chỉ định phẫu thuật tán sỏi thận qua da nhẹ nhàng và không đau, với sự phát triển của kỹ thuật, bà đã trút bỏ nỗi sợ hãi phải lên bàn mổ vốn là nỗi lo của không ít người. Trước đây tôi đã bị sỏi thận chữa là tại một bệnh viện mổ hở hai bên. Bây giờ tôi bị tái phát, tôi đang điều trị tại bệnh viện Quảng Nam. Vết so với vết mổ bây giờ thì rất nhỏ mà không có đau đớn như trước đây. Chính từ những ưu điểm vượt trội của phương pháp tán sỏi thận qua da mà thời gian gần đây nhiều bệnh nhân đã quan tâm đến vai trò của phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã thực hiện trên 100 ca, chỉ một vài ca mổ mở do chống chỉ định. Tại khoa ngoại tiết niệu và lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam phẫu thuật này được thực hiện với tư thế bệnh nhân nằm ngửa, tỏ ra có ưu điểm vượt trội. Bệnh nhân không phải thay đổi tư thế từ nằm ngửa sang nằm sấp, rút ngắn được thời gian mổ. Tư thế này thuận lợi cho gây mê với những bệnh nhân bị bệnh tim mạch hay bệnh phổi mãn tính và đã thực hiện ngay cả trên bệnh nhân đã từng mổ thận cùng bên,
tránh những biến chứng của phẫu thuật mở. Sau mổ, bệnh nhân ít đau, nhanh chóng bình phục, thời gian nằm viện ngắn, chi phí giảm. Phương pháp này còn đem lại những kết quả khả quan đối với hầu hết các dạng sỏi. Tỷ lệ hết sỏi sau mổ có thể đạt tới 95%. Trong các trường hợp phức tạp với sỏi san hô kích thước lớn thì tỷ lệ hết sỏi có thể đạt khoảng 80-85%. Trước đây tôi có bị đau, tôi được đưa vô một bệnh viện để mổ. Thì tôi thấy vết mổ của tôi nó già, mà mổ xong rồi răng tôi thấy nó vẫn còn đau. Đến hôm nay thì tôi được đưa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để điều trị. Thì bác sĩ nó vẫn còn sỏi thận, nên bác sĩ đã mổ cho tôi. Từ hôm thứ Sáu đến nay thì tôi thấy vết mổ của tôi á không thấy gì, nó khỏe. Mà hiện tại thì tôi thấy tôi khỏe so với lại đợt đã được mổ lần trước. Để chuẩn bị cho việc áp dụng kỹ thuật tán sỏi thận qua da, từ năm 2017, các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được cử đi học tại Bệnh viện Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh tại thủ đô Bắc Kinh để tập huấn, nắm bắt những yêu cầu chuyên môn. Bên cạnh đó, được đào tạo chuyên sâu và tham gia nhiều hội thảo khoa học về chuyên ngành ngoại thận, tiết niệu, nam học. Tuy nhiên, phải đến khi có đầy đủ trang thiết bị cần thiết với những máy móc chuyên nghiệp như máy Siam, siêu âm tại buồng mổ, máy tán sỏi bằng laser công suất lớn, kỹ thuật này mới được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Có thể nói, từ khi Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam triển khai tán sỏi thận qua da, với các thế mạnh về chất lượng chuyên môn, kinh nghiệm của y bác sĩ và hệ thống trang thiết bị được đầu tư vượt trội, đạt chuẩn quốc tế, kỹ thuật nội soi tán sỏi thận qua da tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam không chỉ giúp điều trị hiệu quả bệnh, mà còn làm giảm tối thiểu các biến chứng sau phẫu thuật, giúp bệnh nhân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Phương pháp mổ hiện tại thì bệnh nhân về chịu trên mình một vết mổ rất là nhỏ, khoảng 5-7 ly thôi. Còn nếu trước đây thì để mổ trước đây thì phương pháp mổ mở thì cái đường mổ 10-15-20 cm, có đường mổ gần găng tay, cho nên đường mổ đó nó là cắt cơ, cắt thịt của bệnh nhân rất là nhiều. Nên bệnh nhân rất là đau, cái hồi phục sức khỏe sau mổ là lâu, và để trả lại cái khả năng lao động cũng rất là lâu. Thì với cái phương pháp mổ này chỉ là một đường mổ khoảng 5 ly như vậy. Thì bệnh nhân sau mổ khoảng 3 đến 5 ngày sau thì vết mổ là lành, coi như là không thấy vết mổ rồi. Và sau một tháng sau kiểm tra tái khám thì coi như là không thấy vết mổ. Và những bệnh nhân mà được mổ phương pháp này thì sau này nếu như có tái phát lại cái sỏi lại thì mình cắt mổ lại thì giống như bệnh nhân như mới mổ lần đầu, và nó đó là một cái ưu điểm. Bằng cái phương pháp lấy sỏi thận qua da, cái đường hầm nhỏ với cái tư thế cái cải biên của chúng tôi thì bệnh nhân cái phục hồi sức khỏe rất là nhanh, cái khả năng trở lại lao động làm việc của họ rất là nhanh. Và thứ hai là cái đội ngũ nhân lực mà để phục vụ cho một cuộc mổ này cũng được tiết kiệm về cả thời gian, về nhân lực lao động. Hiện nay có nhiều cách điều trị ngoại khoa sỏi thận, nội soi ngược dòng bằng ống soi mềm, tán sỏi ngoài cơ thể, mổ mở lấy sỏi thận qua da. Với nội soi ngược dòng bằng ống soi mềm, tán sỏi ngoài cơ thể thường áp dụng với trường hợp sỏi nhỏ. Riêng ống soi mềm thì chi phí đắt đỏ. Sỏi nằm đài dưới thì tán ngoài cơ thể, tỷ lệ sạch sỏi không cao. Đối với những sỏi lớn thì hai phương pháp trên ít hiệu quả. Trong thời gian qua, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã triển khai nhiều phương pháp điều trị sỏi thận ngoại khoa như nội soi ngược dòng bằng ống soi mềm mổ hở. Vì vậy, việc triển khai phương pháp tán sỏi thận qua da được cho là góp phần giải quyết được một số hạn chế của các phương pháp nêu trên. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp tán sỏi qua da là vết mổ rất nhỏ, đảm bảo tính thẩm mỹ, thời gian bệnh nhân hồi phục nhanh, tỷ lệ tai biến thấp, có thể lấy được sỏi ở những vị trí khó. Bệnh nhân mổ mở sỏi thận hay vùng hông lưng trước đó nhiều lần, những trường hợp đã mổ mở trước đây
nếu tái phát mổ mở lại rất khó khăn. Hiện trên cả nước, phương pháp tán sỏi qua da mới chỉ được áp dụng ở một số bệnh viện lớn. Và nếu tính từ Huế vào tới Bình Định, thì Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam là đơn vị thứ hai triển khai thường quy, và riêng với tư thế bệnh nhân nằm ngửa, thì Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cũng có thể nói là một trong những bệnh viện thực hiện đầu tiên trong cả nước. Tôi sẽ nói rằng cái phẫu thuật lấy sỏi thận qua cái đường hầm qua da là một kỹ thuật rất là mới trong cái ngành tiết niệu của thế giới cũng như là của Việt Nam. Thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai được cái kỹ thuật này để phục vụ cho nhân dân, cho người bệnh tương đối sớm so với các cái bệnh viện khác ở trong khu vực. Thì có được kết quả này á, trước hết là chúng tôi nhờ vào một cái đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao, rất là nhiệt tình, nhiệt huyết với nghề nghiệp. Thứ hai là chúng tôi nhờ được cái sự hỗ trợ và đào tạo của rất nhiều trung tâm lớn trong cả nước. Và cuối cùng nữa thì để phát triển cái kỹ thuật thì cái vấn đề trang thiết bị là hết sức quan trọng. Thì cái này trong cái bối cảnh mà tự thu tự chi, nhưng bệnh viện cũng đã định hướng và có những cái khoản để phát triển cái sự nghiệp vừa vào cái quỹ đó để chúng tôi mà sắm sửa được các cái trang thiết bị cần thiết và triển khai được cái kỹ thuật này. Tôi cho đây là một cái kỹ thuật rất mới và có ý nghĩa hết sức là tốt đẹp đối với những người bệnh không may bị bệnh sỏi thận được phẫu thuật bằng cái phương pháp này. Với địa hình Quảng Nam, nhiều gia đình sử dụng nguồn nước uống tự nhiên có hàm lượng magie, canxi cao cũng có nguy cơ sỏi thận. Khí hậu nắng nóng, cơ thể dễ mất nước hay thói quen ít uống nước cũng là yếu tố làm người dân dễ bị sỏi thận. Nhiễm trùng đường tiểu cũng là nguyên nhân gây ra sỏi thận nên cần điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, một số loại thực phẩm có chứa nhiều canxi như rau muống, tôm, cua cũng là một trong những nguyên nhân gây sỏi thận. Ngày nay, nhờ sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật cùng với nhu cầu điều trị sỏi thận theo hướng có hiệu quả, nhanh chóng và ít xâm lấn của người bệnh mà điều trị sỏi thận, xét về mặt lâm sàng đã có nhiều thay đổi. Phẫu thuật mở kinh điển đang dần được thay thế bởi các phẫu thuật ít xâm lấn. Đây là phương pháp điều trị mới, an toàn và hiệu quả, được Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ứng dụng bước đầu đã đạt hiệu quả, không có tai biến, biến chứng trong mổ và sau mổ, phù hợp với xu hướng can thiệp xâm lấn tối thiểu của thời đại hiện nay. Đây là một lựa chọn điều trị sỏi thận có thể thực hiện được tại các bệnh viện tuyến tỉnh, có đầy đủ các điều kiện về đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị, và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam là một trong số ít bệnh viện thực hiện phương pháp này.